Oh, he's reading something. The mushroom is very big. Everybody, today Sunday dinner, Sunday supper. This is banana soup. Banana to cook by the plantation. Cook with chicken. Cái này là barbecue chicken and bok choy, steam bok choy. And rice and the sticky rice, some people refer sticky rice, but we like a mix. This is my wife. Đây các bạn. Thân chào các bạn, hôm nay mình ăn bữa cơm chiều của Chủ nhật đây. Cái này là món chuối hầm thịt gà. Đó, chuối hầm thịt gà đây các bạn. Đó, chuối xanh á, mà bà xã lại để cho trở thành cái màu vàng luôn đó. Này chuối hầm thịt gà đó. Rồi đây là thịt gà quay, gà quay chảo, rồi mấy cái bông cải xanh. Rồi đó là thay vì mình ăn nếp, nhưng mà mình ăn mình trộn vừa nếp vừa cơm luôn các bạn đó. Mình thì thích ăn nếp thôi, nhưng mà bà xã thì thích ăn cơm đó, cho nên mình cứ làm như vậy đó. Bây giờ mình ăn, mình sẽ tới đây mình sẽ uống bia nữa các bạn ơi. Đấy, hôm nay trời nóng lắm, hôm nay trời cũng khoảng 27 độ thì mình uống bia đó. Bà xã uống nước lạnh đó, ok. Ha. Bà xã ngồi đâu bà xã? Bà xã ngồi dưới đất hả? Hay là anh ngồi dưới đất? Hello. Hả? Ok.
Bà xã ngồi ngồi trên hả? Ok. Anh ngồi dưới đất. Ok. Thôi anh ngồi trên đi, bà xã ngồi dưới đất giùm cái. Ok. Này ngồi nói chuyện tán dốc với các bạn nha. Ok. Để tán dốc với các bạn ha. Kể lại những chuyến đi của tụi mình. Đấy. Bia đây các bạn ta. Nay mình uống bia bia Đức, bia Hòa Lan. Đó, bia này là ngon đậm đà luôn. Đó. Bia lạnh nha các bạn. Mình không uống đá. Hơi đắng chút xíu, không có bằng cái bia kia. Mà đây mời các bạn dùng bia. Mời các bạn dùng bia nha. Đó. Tôi good for yours. Okay. Mwah. Good. Good. It's okay. Thank you. Good. Not much of a beer drinker, but fine taste. Mời các bạn nha. Bia này nổi bọt nhiều quá. This is more than a pop. Bà xã thì mình ăn ké thôi. Bà xã thích ăn chuối hồng gà. Đó. Mời các bạn nha. Rồi bước. There I am. Drop down. Ngồi gần hậu nóng quá hậu ơi. Thấy, thấy anh ngồi gần cái em nào đẹp đẹp cái ôm này nọ. Tastes good, tastes like potatoes. Ngồi gần bí ôm này nọ ngon. Tastes pretty good. Hậu ơi. Barbarian. This is potatoes. Yeah. Chicken. Yeah. Gà đi bộ đó bà, mua ở trong farm á. Hôm trước mình đi staycation á. Ta bán một người trong farm á, mình không biết. Where's our next vacation? I think we go to the dinosaur. From Heller? Oh, dinosaurs. Let's staycation. Tới đây mình sẽ đi thêm nữa các bạn đi đi staycation ở trong tỉnh của mình á. Là mình trở lại thời hồng hoang của thời con mấy con khủng long á các bạn. Đi coi xương của nó, xương của khủng long. Đó. Mấy trăm triệu năm. Cách đây cũng khoảng chừng 100 cây số à.
mình sẽ đi rồi mình sẽ quay quay video cho các bạn xem. Ha. Ngon. Kiểu đi vừa rồi á, mình đi á, mình ngủ ở khách sạn á, thì họ đeo đo cái thân nhiệt của mình. Trước khi vô là tao đo thân nhiệt. Mình không quay cho các bạn coi cho thân nhiệt. Rồi họ hỏi những thêm, những câu hỏi từng đức á, mình có bị cách ly, mình cũng ngại không? Mình có đi khỏi nước hay không? Mình nói không, mình chỉ đi trong tỉnh thôi. Nghĩa là mình đi trong tỉnh á, trước hết á, đi để mình giúp cái nguồn cung cầu, mà giúp những cái trong tỉnh mình á phát triển thêm, dù là cái dịch bệnh á ngăn sông cấm chợ đó, vậy mà dù hán nè, cái bệnh mất dịch rồi, nhưng mình vẫn đi để mình ủng hộ cho những người. Well, it was fun going to a vamp. Look at the Scott House restaurant. Ở đây có nhiều cái thắng cảnh. Mình cả 40 năm mình cũng chưa đi hết bà xã. Bà xã sanh đây cả đời luôn. Mình chưa có đi hết. Những cái thắng cảnh ở đây. Các bạn thấy rồi trong cái những cái video của mình thấy núi non á, sông nước xanh không vĩ các bạn thấy không? Nếu các bạn ở bên Mỹ ở những cái vùng mà phía đông á là cũng có những cái chặn núi nọ nó không vĩ. Những cái các bạn mà ở Washington, Seattle nè, rồi Portland nè, thì cái rặng Rocky Mountain á, rộng núi đá không có mấy triệu năm luôn, trải dài từ Canada xuống bên Mỹ. Thì bên Mỹ với Canada là sông liền sông, núi liền núi đó. Nhưng mà nó không có tranh chấp. Lúc trước thì có tranh chấp, hồi thế kỷ thứ 18, 17 á, có tranh chấp đất đai rồi nọ đó, nhưng mà Canada đều thắng rồi. Các bạn nghĩ Canada một nước nhỏ, một nước lớn, dân ít, cái đất nước nó rộng lớn, tài nguyên khoáng sản nhiều lắm, dân ít, mà Canada đã từng chiếm Washington của Mỹ, đã nghĩa là đã từng đốt cháy Nhà Trắng luôn đó, nhưng mà sau này là Canada trả lại cho Mỹ. Nên là tôi nghĩ rằng Mỹ ăn hiếp Canada cho nên ở đây, nên sau đó họ thống nhất về những cái biên giới rồi họ chia ra, không? Ngon. Hai bên đi lại dễ dàng các bạn. Trước đây á, trước khi mà thảm kịch ở bên New York về cái 11 tháng 11 á, tháng 9 á. Đi qua Mỹ là dễ dàng, mình chỉ cần cái giấy tờ căn cước của mình không cần passport nữa, cần cái giấy passport mình đi xuống tứ xứ không cần passport, cần cái căn cước thôi, miễn sao có hình của mình trong cái thẻ là đi tứ xứ rồi.
Mình đi qua Mỹ thì thoải mái, không cần phải xin giấy tờ, không cần phải xin passport, em đi dễ dàng. Mỹ mà, Mỹ với Canada là anh em mà, không? Canada là anh của Mỹ. Rồi có một thời kỳ nghĩa là Mỹ cũng tính vào cái mà sang sinh ra ra về cái vụ mà Canada cũng đập lại Mỹ, đúng không? Làm lên cái suy trầm về kinh tế, như là suy thoái mà trầm trọng luôn á các bạn, cái là depression đó. Để dẫn đến rồi coi hồi xưa là binh Canada này nè, người ta cũng bị bệnh thì coi Canada cũng bỏ tiền thuế ra cho dân chúng tiền, cũng giống như bây giờ nè đó. À, sau đó khoảng tiền 2 năm cái là bắt đầu chiến tranh thế giới xảy ra, rồi bây giờ cũng lặp lại. Cái là history repeat itself. Yes, sir. Bây giờ nè, chính phủ bung tiền ra, bung tiền ra để cho dân chúng, bây giờ hỗ trợ dân chúng. À, nhưng mà trên đài, trên báo họ cũng khuyên rằng dân chúng nên để trên tiền. Không, tôi là nhưng mà mỗi người có cách để dành tiền riêng. À, mình thay dành bỏ vô nhà băng, nhà băng bây giờ tiền lời rất ít các bạn. Thay dành bỏ tiền vô nhà băng, mình bỏ tiền vô invest. Không, dù là mình đã bị hư rồi, trời chồng mình bị hư rồi, nhưng vẫn bỏ tiền vô invest. Hay bỏ tiền đó vô rồi trong nhà băng á, nó lời không bao nhiêu ấy. Nếu các bạn có 10.000, cách đây 10 năm mà các bạn có thể bỏ vào một cái quỹ để đầu tư đó. Không, thì các bạn có thể là có 265.000 ở cái ngày hôm nay. Có được 10 năm thôi, các bạn chỉ cần 10.000 bỏ vào trong chương mục cái quỹ tiết kiệm mà về chứng khoán. Cái bên đây á, mình chơi chứ chứng khoán mình chơi cứ lâu dài thì mình mới có tiền được, còn mấy người mà chơi ăn liền, nói chung mì ăn liền ha các bạn, tiền đó để đó có đó rồi cũng đi rồi. Chứng khoán này nó lên xuống bất thường như hôm nay không các bạn thấy không, silver là bạc á lên tới 2 đỉnh điểm luôn, tức là tới 22 đô một ounce, một trọng lượng đó. Đúng không? Mình mua rồi một đống luôn, mình ví dụ như mình vàng mua ít mà bạc thì mình mua nhiều, tại vì ví dụ như một ounce vàng á lúc trước á chỉ có 1.400 tiền Mỹ, đúng không? Mà cái bạc á mua hồi lúc đó còn có 4 đồng à, 4 đồng ao á các bạn, hồi xưa rồi. Không, rồi nó lên tới 14 đồng rồi mình trúng đó, rồi nghĩa là 6 đồng mà nó lên tới 14 đồng mình trúng được đó, bán ra mớ để lại mớ. Bây giờ nó lên tới 22 đô Mỹ qua các bạn tính rồi. mua số lượng nhiều thì mình với có lãi nhiều.
Tôi mua một hai miếng mà bao nhiêu đâu, thấy chưa? Cũng làm vậy, mình nếu mà không có tiền nhiều. Đây, hậu nè, hậu cây rồi nè. Đắt. Cái gì là cái cành cổ của ông già đó là cái món ăn khoái khẩu của bà xã rồi. Cà phê bở. Đúng không? Ở trên này nó bà sao? Nó thầm liếm. Là mình mua là mua cái số lượng nhiều, mình để lâu. Đó, mình để lâu mình không cần cái số tiền đó. Đó giống như tiền về hưu vậy, các bạn nhiều để dành á. Còn mua nó còn ví dụ như các bạn có tiền đi chúng em mà không ước theo là xài quan phí mua những cái như là máy ảnh này nọ đó, máy ảnh đó, mỗi 6 tháng ra 1 cái, không cái loại digital này thì là thôi phải nói máy nào cũng giống như máy nào đang thu mình đó, làm chủ cái máy đó mình quay phim rồi, máy cục bắp gì nữa mình cũng được mà. Không, mời các bạn dùng bia, nói nhiều quá quên uống bia. Bị gùi quá. Hậu cho anh cục đá coi. Thôi anh không uống đá. Cho nên là mình mình cứ mua từ từ vậy các bạn. Chứng khoán là như vậy. Rồi là mình cũng mua mấy máy rồi, mua máy nào cũng vậy không? Không phổ bình thôi, mình quay phim chỉnh hình chỉnh màu của mình thôi, còn máy nào cũng chè. Chứng khoán á. Chơi mà theo kiểu như đánh bài không được, không có được, không có chứng khoán mà một cái nguyên khoản để mình tiết kiệm, tương đối tiết kiệm khi về hưu mình có tiền đầy đủ, không phải cho cái cuộc đời mà những cái video trước mình đã nói về cái cách sử dụng mà mướn nhà hay là mua nhà. Ở Việt Nam khác các bạn, Việt Nam mà nhà cửa cha mẹ ông bà để lại là nở vậy đó. Những người mà mua nhà khác nữa, còn bên đây là khác nữa, không? Nên là mình những cái video trước mình đã giải thích rồi, mua nhà có lợi không? Hay là mình ở mướn có lợi không? Mướn không ra, không tùy mình à. Nhưng mà đôi lúc là người ta, những người Việt mình á, thường là sống về họ có cái bệnh sĩ gì vậy đó các bạn. Rồi nữa là một người là người kia cũng làm cái gì mà thôi mình thôi. Còn cái người bên đây là đừng có nghĩ rằng là họ đi, ví dụ như họ đi về Việt Nam á, ba lô không, dắt ba lô lên họ đi, đừng có nghĩ rằng mấy đứa đó là mấy đứa giỏi không á, mấy đứa đó là nó đã có tiền mà trong chứng khoán họ chơi chứng khoán nó để dành tiền mà dữ lắm á, không phải là nó mới có những cái cuộc đi như vậy á. Đừng có nghĩ tụi ba lô là tụi nghèo đâu, không có đâu, chỉ một số ít thôi. Có những cái tội phạm ở bên đây rồi, tội phạm nhỏ, tội phạm gì đó ở đây nó sống được, tới đâu bị người ta từ chối nó, ví dụ mướn nhà người ta cũng dùng nó rồi bỏ đi về cái nước thứ ba, đúng không? Cảm thấy nó sống không được đây, một số nhỏ thôi,
khóa nó mới đi. Thì hôm qua mình đã chả đứng ân nọ, mà thật ra nó tội phạm lên đây. Những đứa mà nó du lịch bằng ba lô rồi nó đi khắp cả thứ tứ đó. Đó là cái tụi, còn tụi mà ở qua đó nằm ăn ở dài dòng á, có cái tội phạm ở đây. Rồi dịch bệnh là mấy tụi kia nó về hết rồi, thì những đứa mà có tiền án á thì nó ở lại, không có gì được. Chứ bên đây là họ cho mượn tiền để về mà các bạn, cho mỗi người 5,000 đô để về mà. Trả trường. Thế là lên chính phủ cho mượn tiền thì mỗi tháng họ sẽ lấy lại cái số tiền đó. Mỗi tháng lấy một phần nào thôi. Mình nợ là mỗi tháng phải trả phần nào trong đó 10%, 15%. Thì ra như vậy. Những người ở đây nó luôn là mình đánh về đấu mặt ở tiền á như vậy á. Trước mình ở Việt Nam về Việt Nam cũng 4-5 năm luôn. Có những người ác ý các bạn nói mình cũng chẳng sống hả? Khó. Không có tiền áo đắt gì nữa. Công dân phục sự cho đất nước cả là người ta xấu miệng đó.
đi chứ. Hành không nội trong tỉnh rồi.